về rồi à con? Sao về muộn thế? Sao quần áo thì sộc sạch, mặt mũi xơ xa hết thế này? Con đánh nhau với bạn. Cái gì? Sao lại đánh nhau với bạn? Thế có làm sao không? Đi vào đây, mẹ rửa mặt mũi cho nhá. Cô ra bảo sáng mai, cô lên trường gặp cô. Anh, ngày mai anh bận rồi, phải gặp đối tác. Em đưa con đi nhá. Cho ai đấy? Thôi muộn rồi, đi ngủ đi. Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Nếu mà liên quan bé Moon ấy, thì không cần phải nói đâu. Mấy hôm nữa là sinh nhật con rồi. Từ lúc em lấy anh, năm nào sinh nhật nó, anh cũng không có ở nhà. Anh có biết là con bé nó tủi thân lắm không? Thôi ngủ đi, anh mệt rồi. Nếu em chưa muốn ngủ ấy, thì cứ ngồi đây. Con bé nó là con ruột của anh đấy. Tí tuổi mà nó đã biết suy nghĩ hơn con nhà người ta rồi. Anh quan tâm nó một chút đi. Không đến lúc, hối không kịp đâu. Bố cháu ở nhà sinh nhật Moon, thế nên là hai mẹ con đã làm một bàn tiệc siêu to khổng lồ. Đây là món quà mà Moon muốn dành tặng cho bố cháu để cảm ơn bố vì đã sinh ra và nuôi lớn Moon. Vì Moon không thể làm được, thế nên là ủy thác cho mẹ để mẹ làm giúp Moon. Và đảm bảo là bố cháu sẽ rất là thích. Ta-da! Xin giới thiệu, đây là món gà không lối thoát mà bố cháu rất thích ạ. Cả nhà vỗ tay nào! Bố ơi! Bố cũng vui nha! Bây giờ, Moon ngồi ở đây để mẹ đi lấy bánh sinh nhật với cả nến. Rồi Moon thổi nến và chúng ta sẽ cắt bánh sinh nhật nha! Vâng ạ! Đừng ngồi đấy! Anh làm sao đấy? Moon, con có biết hôm nay là ngày gì không? Vì sinh ra con mà mẹ con chết ngay trên bàn mổ đấy! Thế mà con vẫn còn vui vẻ tiếp tùng à? Anh Trọng, sao anh lại nói với con như thế? Vì con mà mẹ con mới chết đấy. Anh thôi đi. Tại sao anh làm bố mà anh lại có thể tàn nhẫn độc ác như thế? Ngồi ở đây ngoan, để mẹ đi tìm bố nhá. Mẹ sẽ đưa bố về, rồi cả nhà mình cùng cắt bánh nhá. Vâng ạ. Ngoan lắm.
em lại ở đây? Em đi theo anh. Nhưng mà đây là đâu? Đây là nhà cũ của anh, lúc Moon chưa ra đời. Hóa ra người phụ nữ mà anh ngoại tình trong tâm tưởng bao lâu nay chính là vợ cũ của anh à? Anh xin lỗi em. Buồn giống mẹ quá. Lấy anh, em đã chấp nhận chị ấy là một phần trong cuộc sống của bố con anh. Và cũng đã tự hứa là sẽ yêu thương Moon như con ruột của mình vậy. Ai cũng bảo con bé giống mẹ như đúng. Cứ nhìn nó, anh lại nhớ đến cô ấy. Món ăn ngày hôm nay cũng là món ăn mà ngày xưa cô ấy hay thường nấu cho anh. Thế nên anh đã đổi giọng với em và con. Anh đúng là người chồng, người cha tồi mà. Chắc là con bé ghét anh lắm. Không, anh thờ ơ lạnh lùng như thế, nhưng con bé nó vẫn yêu thương anh lắm. Nó cứ cố tỏ ra ương bướng bất cần chỉ để anh quan tâm nó hơn thôi. Bao nhiêu năm anh chìm đắm trong quá khứ mà làm tổn thương em, tổn thương con. Anh xin lỗi. Quá khứ là để trân trọng chứ không phải để nhớ thương. Người đã khuất sẽ không thể ra đi thanh thản. Nếu như người ở lại cứ mãi tự dằn vặt mình như vậy. Thôi, về nhà đi anh. Moon, cô làm gì đấy? Sao lại vứt bánh vào thùng rác thế? Bố ơi, từ giờ con sẽ không đòi tổ chức sinh nhật nữa. Mà sao? Con lại để mặt mũi như thế này hả? Vì tại con giống mẹ nên bố mới không vui. Con giống gì thế này nên bố sẽ không ghét con, phải không bố? Không, sao con lại nghĩ như thế? Bố luôn yêu con gái của bố. Nào, cảm ơn con vì đã sinh ra là con gái của bố. Bố yêu con, làm sao có chuyện bố ghét con được. Không khóc nữa. Bố xin lỗi nhá, vì đã không tốt với Moon, đã làm Moon phải buồn. Từ giờ bố hứa sẽ không như thế nữa. Chưa?